Có rất là nhiều bạn mà đi cái cổ vô inox mà muốn cái cổ vô của mình đi một khoảng thời gian lâu nó bị vàng, nó bị xấu, thì không biết phải làm sao để cho cái cổ vô mình nó đẹp lại. Hoặc là khi mà mình sử dụng cái inox mà 204 á thì nó không có được tốt, là đi thời gian nó bị đen. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm này. Thì chắc là có nhiều bạn sẽ biết và có nhiều bạn thì chưa biết. Thì sẵn theo dõi video clip này của mình luôn. Đây là cái tiếp đánh bóng kim loại, đồ đồng, đồ inox, nhôm. Thì bây giờ mình sẽ làm luôn cho các bạn cho nó nhanh. Cái này thì xài khá đơn giản, nếu như cái cổ bô của mình á mà nó bị những cái tình trạng nó quá nặng rồi. Ví dụ như là các bạn thấy là nó có những cái đốm đốm là nó bị ăn trên cái cổ. Thì cái metan bullet này thì đánh lên thì nó sẽ đỡ phần nào chứ nó không có hết hẳn. Muốn hết hẳn thì chúng ta phải xử lý trên bề mặt. Bằng cách là mình phải mua một tờ giấy nhám nhựt. Mình đọc sao thì các bạn mua vậy. Giấy nhám nhựt thì nghe có vẻ là nhiều bạn sẽ chưa có bao giờ mua, các bạn không có biết. Nhám nhựt là giấy gì ta? Nhưng thực tế là cái đó là khi mà mình ra những cái chỗ mà người ta bán những cái phụ kiện, những cái đồ gia dụng, đồ điện, đồ hay là những cái vật tư gì đó. Thì mình hỏi người ta là giấy nhám nhựt loại mịn là người ta biết, người ta bán cho mình đó. Thế nên là bà khỏi thắc mắc vấn đề đó nha. Thì mình sẽ đánh đánh đều trên cái bề mặt này nè, đánh đều lên hết. Đánh đều chứ không phải là quay vòng tròn tùm lum nha, nó sẽ trầy xước tùm lum hết. Và mình sẽ đánh đều lên, đánh mịn, đánh đều. Xong thì chúng ta sẽ dùng cái metan bullet đánh lên. Thì mình bảo đảm là cái bô của mình nó sẽ mới lại như là 100% mới mua luôn. Đó, cái bô này đó, hồi xưa nó không phải như vậy. Là cái bô cổ AK full của Z9 nó không có phải như vậy. Nhiều bạn mà đi cái cổ full của Z9 thì chắc sẽ biết. Đó, cái màu nó xuống mà nó xỉ màu, nhìn thấy gớm lắm. Chứ nó không có được cái màu kim loại như vậy nha. Do mình đánh nó mất cái lớp mà bị ố đó rồi, cho nên là bây giờ nhìn nó rất là đẹp. Cái này mình có thể là đeo bao tay cũng được hoặc là xài tay không, không ảnh hưởng gì mấy. Đó, mình bôi lên trên cái bề mặt một ít như vậy xong. Mình để khoảng vài giây. Rồi các bạn dùng dẻ để đánh bóng lại nha. Đó, những cái vết mà đòi mồi, cái vết ố hồi nãy đó, đó các bạn có thể thấy là nó ra rất là rõ ràng nha. Đó, mình đánh nhẹ tay từ từ vậy thôi, không cần phải đánh quá mạnh. Đó, đối với cái bề mặt mà nó không có bị mà cháy ố quá nhiều thì mình chỉ cần đánh lên thôi, không cần phải sử dụng miếng nhám. Còn những cái bề mặt mà nó quá xấu rồi thì chúng ta sử dụng giấy nhám để xả ra bớt. Đó. Đó, các bạn thấy không? Là cái chỗ mà mình đánh đó, rất là tuyệt vời. Nó trắng lên luôn rồi đây đó. Vậy cái sản phẩm metan bullet này thì giá nó cũng khá là ok, bạn nào muốn mua hàng thì có thể là liên hệ số điện thoại của mình ở trên màn hình nha, với lại cái số đó là cũng là cái Facebook luôn, bạn nào muốn tìm Facebook mình thì cứ bấm cái số đó. Mình tên là Tuấn. Bình thường ở ngoài mình cũng khá là ngại, mình ít nói chuyện.
cái cổ vô của mình thì nó bị đợi mò về mình đánh nó ra hết luôn. Đó, không cần phải xả bằng giấy nhám lại. À, các bạn chỉ cần đánh từ từ thôi, chúng ta không cần phải dùng sức quá nhiều, mình đánh dùng sức nhiều cũng mệt thôi chứ không làm gì hết. À, cái này mình sắp tới mùa Tết rồi nè, nhà ai mà có lư đồng hay là bát nhang nữa thì mình có thể là sử dụng cái này để vệ sinh cho nó bóng nó sáng. Tất cả sản phẩm mình đều làm trực tiếp và làm thiệt, không có giả trong này. Mình không có phải giống như những cái chỗ người ta làm giới thiệu sản phẩm này kia, người ta làm ảo lắm. Còn này mình trực tiếp trên xe, cũng như là cái cách làm, cách sử dụng, để cho các bạn có thể là dễ dàng mà theo dõi và biết cách xài. Mình không có bị bỡ ngỡ. Nhiều khi có bản thân mình thấy quảng cáo là ok lắm mua về xài, thứ nhất là mình làm không có đúng cách, nó sẽ không có được tốt, thứ hai là không có xài nó không có đạt. Đó, các bạn thấy là nó khác biệt với những cái cổ máy bên kia rõ ràng. Đó, bóng có thể là rọi kiến được luôn, ở trên này nó bị ố nè, nó mình có thể là đánh lên nó sẽ sáng lại. Thì cái này chúng ta chỉ sử dụng một ít dung dịch, một ít cái gì đó, cái chất metanolit để mình ấy nhẹ lên rồi xong rồi mình đánh nhẹ nhàng vậy thôi. Các bạn sẽ có một cái bộ cổ xe, một máy, hai máy, hay ba máy, bốn máy gì đó. Đó là bạn khám đánh lên là các bạn nhìn cái là các bạn thấy là nó rất là đã luôn. Cổ vô lâu ngày bị ố thì sử dụng cái này nha. Vừa rẻ tiền mà vừa dễ sử dụng, sạch sẽ khô ráo, không có phải sử dụng nước để chà rửa gì cho nó cực hết. Quá đẹp luôn. Chào tạm biệt các bạn nha. Đây là sản phẩm Metabolic, xuất xứ của Đức nha bạn. Cũng có nhiều dạng Metabolic luôn nhưng mà xuất xứ của Trung Quốc. Và cái phần này nó chỉ ghi là cái gì đó, nói chung là có tiếng Trung tùm lum hết, tạm phải nha. Cái đó là đồ nhái đồ giả thôi. Này các bạn nhìn hộp nè, không có một cái tiếng Trung nào hết. Bữa mà hổm mình hồi lâu lắm rồi mình có mua, mua trúng một cái tiếp của Trung Quốc về xài không có ra cái gì hết. Đó. Ở trong hộp, ở trong cái tiếp đó cũng là tiếng Anh luôn, không có tiếng Trung Quốc nha. Đâu mình lấy cái tiếp nè, cái tiếp nè, đó, Made in Germany, không có một cái tiếng Trung nào nha. Bạn nào mà lỡ mua cái tiếp mà nó có tiếng Trung là không phải nha. Đó. Tốt nhất thì các bạn nên mua sản phẩm của mình, đảm bảo chất lượng và uy tín, không có bị làm hàng nhái hàng giả. Chào tạm biệt các bạn nha.